Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lần lượt từng cô dâu giới thiệu về mình. Mời vị trí A. Xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Em tên là Bùi Ngọc Trúc Hà. Em 24 tuổi, em đang là nội trợ. Vị trí B. Dạ, chào quý vị khán giả, hai đội chơi và anh Quyền Linh yêu dấu. À, cảm ơn em. Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 27 tuổi, là huấn luyện viên aerobic và em có buôn bán shop thời trang online. Nè nè nè, một chi tiết mới hé lộ nha. Nếu như cô ấy có chồng cô ấy ngồi đây thì chưa chắc cô ấy dám kêu anh Quyền Linh yêu dấu. Đó, có khi là cô thả thính cái để tôi quá mù. Số 2. Chào chị Cát Tường với lại anh Quyền Linh, em rất là hâm mộ hai người. Em muốn lên chương trình đó lâu rồi. Em là... muốn lên chương trình đó lâu rồi, vậy là chưa có vợ rồi. Vậy là chưa có vợ rồi. Em là Mai Bảo An, 28 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế. Một chi tiết hé lộ nhớ nha. Rồi số 3, xin mời. Chào khán giả, chào hai đội chơi và chào anh Quyền Linh. Mình tên là Phúc Lộc, năm nay mình được 38 tuổi, chắc lẽ cái tuổi hơi già đúng không ạ? Bây giờ mình làm giảng dạy. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tình yêu của họ như thế nào. Bắt đầu. Dạ, thưa lần đầu tiên em gặp chồng em là em đi casting người mẫu. Thì cái ấn tượng đầu tiên em cảm thấy là sâu sắc nhất là chồng em có một cái vẻ ngoài nó hơi nữ tính, không có được manly lắm. Lúc đầu á, em không có nghĩ ảnh là sẽ nhắn tin, chủ động nhắn tin cho em đâu. Mà ảnh nhắn tin, ảnh rủ em đi chơi, em mới suy nghĩ là ủa sao chị em phụ nữ với nhau mà nhắn tin rủ em đi chơi đúng cà phê. Thì em tò mò, xong rồi em đi gặp thử. Thì từ từ á, em mới phát hiện ra anh này ảnh giả bộ gì thôi chứ không phải vậy. Ảnh men lắm. Sau đó thì từ từ tiến tới hôn nhân và có em bé rồi. Trời, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Giống như anh Hoàng rapper vậy đó. Không, cái này là một cái chiêu thức cũ của các chàng trai rồi. Giải bộ rồi cứ cùng bê người ta về nhà luôn. Rồi, vị trí B. Dạ, chào quý vị khán giả hay là chơi. Em gặp chồng em là trong giảng đường đại học. Lúc đó em bước vô thì em thấy cái anh chàng ngồi ngang hàng với mình có một cái ngoại hình rất là dị dị mà không có giống ai trên đời này hết á. Vừa đen mà vừa mập mà giống như là một cái đòn bánh tét mà nó sắp bị thiêu mà người ta đem chiên lên á. Đó rồi á hả, cứ ngồi cứ nhìn em hoài, em ngồi xuống cũng nhìn, em đứng lên cũng nhìn, làm gì cũng nhìn hết. Là em thấy nghi nghi rồi, có cái mùi rồi. Cái một hồi nữa là tan học thì chính xác luôn, bước lại. Em ơi, em thật xinh đẹp, dòng mùa của em căng chè sức sống. Sáng giờ anh chưa ăn sáng nhớ mà anh no rồi. Là kiểu là vô duyên, sổ sàng cái kiểu. Em nói rồi, bữa nay ra đường không coi ngày rồi. Có cái mùi lầy rồi. Đấy là em tam học lục kế tẩu vi thượng sách chạy. Đi theo em mua nhà vệ sinh luôn. Trời đất ơi. Đóng cửa lại. Trời. Em nói rồi, biến thái nữa rồi. Em mới nghĩ trong đầu á, cái kiểu này mà mình không cho số điện thoại, cho cái thông tin gì, giết mình đây luôn không chừng. Rồi em tưởng tượng cao quá em. Thiệt, tại em đẹp mà cho nên là em... Ok ok, tiếp đi em, ok. Đó thì hình ra là em chủ động em cho luôn. Em cho nick Yahoo, anh ta lấy, anh ta tự động bỏ đi. Tối hôm đó đó thì là lên chat nói chuyện một hồi thì anh ta mới bắt bài được em là em rất là mê kiếm hiệp. Anh ta toàn lôi những cái nhân vật của Kim Dung ra mà nói này nói nọ. Em mê anh ta hồi nào không hay bị còi, em tỏ tình với anh ta luôn. Và 3 tháng sau cưới. Anh dạ. Nào trên kia có gương mặt lầy lầy ta. Hay ta, không chừng cô nương à, cô nương bị trúng độc rồi đó. Độc qua tình. Đúng vậy. Tới giờ chưa giải được nữa. Có muốn giải không? Dạ không. Cảm ơn anh. Vị trí số 2. Em thì gặp vợ em vào cái bữa đó là em đi cà phê với bạn em. Thì em mới nhìn qua thấy trời ơi, anh nào nhìn đã thôi. Cái mới qua xin số. Mà cái vợ em lúc đó nói: anh ơi, em có đi với bạn em rồi, cho nên là anh về chỗ đi. Ngồi lầy lầy em xin số điện thoại. Rồi cuối cùng về thì em gù 4 tháng sau thì mình quen. Em vợ em ốm hay là mũm mĩm em? Vợ em thì nhìn cũng được được, ngon ngon á. Cho nên em mới nhào qua liền chứ, tại em cũng thích cái đẹp mà. Vị trí số 3. Còn mình thì mình gặp vợ mình ở nơi mình làm việc. Cái gặp cái tự nhiên mình, cái trái tim mình thấy rung liền. Mà mọi hôm bình thường tiếp xúc rất là nhiều người đẹp, không có cảm giác, tự nhiên sau gặp cái người này thấy hay hay quá. Thì khi bắt đầu cái có cảm giác trong người rồi thì lúc đó vừa mình đứng trên bục mình giảng thì mình cảm thấy là làm sao để giờ mình có thể là kiếm được số điện thoại của người này để mà mình nhắn tin. Thì lúc đó mới lật cái danh sách học viên ra thì thấy trong đó có điền đầy đủ thông tin. Giả lao mà cầm điện thoại nhắn tin cũng kiểu là quen thôi. Nhưng mà sau đó thì thấy cô ta chẳng quá, xong mình dù gì mình cũng được chứ bộ nhìn cũng bảnh trai mà sao thấy không để ý gì tới mình á. Mình nhắn tin coi mình chẳng ra gì hết. Thế là cũng từ từ thế có lẽ là vui dầm thấm lâu mà nó thấm vô cái cuối cùng cũng được. Thì vợ mình nói chung là nhìn cũng mũm mĩm dễ thương,
hợp style của mình. Cảm ơn anh. Cái cách kể á, tại vì thật thì chị bị diễn quá, chị bị diễn sâu mà sâu bị giả. Dạ, ở trên đời không có ai mà đi vô toilet nữ mà chung không bao giờ. Có đó em, chị dạ? Cũng bị người ta tại chị đẹp mà. Dạ dạ, có. Ủa? Nhưng có, mà nếu mà vô tới toilet luôn. Vậy hả? Hồi nãy cổ nói là tại vì cổ đẹp nên được ta vô tới toilet, chị cũng bị. Chị cũng được ta vô toilet vậy chắc chị cũng đẹp không, luôn. Nhưng mà có, nhưng mà theo cái dạng như sinh vật học á là không bao giờ mà đi theo vô toilet mà sau này yêu nhau hết trơn á. Có luôn, cái đó yêu nhau luôn. Phụ nữ họ đẹp quá mình không kìm lòng được. Đúng rồi. Nhào vô, những cái chỗ đó nhào vô á. Lửa dao gươm đạn mình còn xong tới được, huống chi cái toilet đúng không? Cái quy định là toilet nam và toilet nữ riêng, làm sao anh vô được đúng bên trong rồi nữ. Chiến trường súng đạn còn sợ, toilet là gì đâu sợ. Chim em loại anh tiến thôi. Bây giờ á chị mới khơi mào thôi, chúng ta phải tiếp tục lắng nghe những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mọi người để xem có gì trùng hợp với nhau và không nha. Đầu tiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi mà yêu nhau của các cô dâu vị trí A. Tại vì em với ảnh quen nhau á, mọi người ai cũng xì xầm bàn tán hết á. Đó là tại sao em lại quen một cái người như vậy, một cái người đàn ông mà không có nét nào là đàn ông hết trơn á. Nên điệu điệu lắm. Cái em mới đi hỏi ảnh, ủa sao mọi người ai cũng nói anh vậy vậy, anh có còn bị vậy thì không, nếu mà anh không có được đàn ông á thôi thì mình làm bạn cũng được. Cái anh nói không phải đâu, tại vì ở chỗ anh làm á anh giả lộ cho mọi người vui vậy thôi chứ không có gì đâu. Cái em mới hỏi vậy thôi anh giả lộ em coi. Em ơi em hết hồn luôn chị ơi, em té xỉu luôn á. Đâu thử năm chú rể thôi coi mình giả lộ. Thôi em ơi thử coi sao. Đúng rồi. Thử xem nào, vị trí số 1 sao? Quỷ hà. Số 2 đồ quỷ xứ. Đồ quỷ. Số 4 đồ quỷ. Ôi tán gì vậy trời, quỷ này kỳ quá. Đồ quỷ dị tán đó, đồ quỷ giống như đi. Số 5 quỷ xứ hả? Nè nè mấy anh coi hoàng rapper nè. Rồi bây giờ vị trí B, ấn tượng lần đầu tiên với người yêu làm như thế nào? Ấn tượng nhất của em á là cái lời tỏ tình của ông xã em, rất là kiếm hiệp 100% luôn. Nói gì nè? Tiểu thư nàng à, nàng có nhận thấy từ nãy tới giờ tụi mình là một cặp tri âm tri kỷ, một cặp duyên trời định. Nàng có cảm thấy rằng là nếu như những lần nàng luyện công mở ngoặc là những lần nàng xem phim Kim Dung đóng ngoặc, không có một người tri âm tri kỷ như ta bên cạnh, này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Tại sao chúng ta không trở thành như Dương Quá Cô Long, cưỡi chim điêu đi tiếu ngạo giang hồ? Chốt lại, nàng có đồng ý làm phu nhân của ta không đó hả? Phu lè lè. Phu lè. Chưa gì mà đòi lưỡng long nhất thể với người ta rồi. Trời ơi trời. Chịu ok không? Ok liền. Trời ơi sao vậy? Sao dễ dãi vậy? Dễ dãi mà. Tại nghe Dương Quá có ăn chim điêu. Trời ơi, quá diễn ơi. Được, đâu các chú rể thử nói giọng Kim Dung thử coi. Tiểu muội à, có đồng ý vào chồng với ta không hả? Vào chồng làm gì hả? Kỳ lưng thôi đó mà. Cái cặp số 1 với trí B hợp đó nha. Cô Long à, cô Long có bằng lòng cùng luyện ngọc nữ tâm kinh với ta không hả? Nói cái gì mà nuốt luôn cái chữ gì? Cái gì hả? Luyện ngọc nữ tâm kinh với ta không ngọc hả? Ngọc nữ tâm kinh, bộ hai chị em hay sao mình luyện ngọc nữ tâm kinh? Cái đó luyện sao? Chút xíu cho anh luyện vậy. Thôi bây giờ thế này, hai đội chơi có quyền truy vấn những người ngồi đây. Các bạn, tùy các bạn muốn truy vấn ai truy vấn, ba câu thôi. Rồi, chủ nhà hỏi trước đi. Lần đầu tiên chúng tôi xin có lời cảm ơn cho tất cả 8 gương mặt đang ngồi ở đằng trước. Tại vì các bạn diễn quá hay, quá xuất sắc. Nhưng đừng hòng làm được bên mấy, đừng hòng qua mặt được tôi. Nói chung là bạn rapper đầu tư hơi cực chút, ghi búa xua luôn, nãy giờ mới cứ ghi tùm lum hết trơn. Không biết ghi gì dữ vậy, hỏi đi cưng. Manh mối thôi, rồi, manh mối thôi, có bao nhiêu thôi. Manh mối hỏi hết ghi vậy thôi chứ có nhớ. Rồi Minh Trường, bạn đi xe gì vậy? Đi hai bánh. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi đi. Ủa chị đâu sao tự nhiên hỏi con câu đoạn hậu ghi quá trời, hỏi con câu vậy? Thì hỏi đi, hỏi. Trời đất ơi. Trời, người ta đang diễn đánh lạc hướng mình phải hỏi đánh lạc hướng người ta lại chứ. Không, mình muốn hỏi cái anh thầy giáo nè. Dạ hỏi đi. Ừ. Đi. Ủa thầy giáo hồi xưa đi có đi mô tô hả? Bây giờ cũng đang bây giờ vẫn còn đi mô tô hả? Trời. Hỏi gì dạ? Hỏi đi mô tô. Hỏi mô tô. Thầy giáo đẹp trai vậy mà sao 38 tuổi thầy giáo lấy vợ trễ quá vậy? Mới lấy 2 năm hả? Ồ, vậy trước đó tại sao mà ế? Ế đang là xu thế nên
Không phải là lấy vợ trẻ vì ế. Bạn thầy giáo dạy môn gì? Dạ, dạy môn gì người ta học là mình dạy. Hồi nãy anh chia sẻ là anh vô đó anh mê cái cô học sinh. Đúng. Anh mới lục hồ sơ anh tìm. Bây giờ thì anh không biết anh dạy cái môn gì. Tôi hiểu anh là chồng của ai rồi. Sai rồi. Giấu hiểu quá rồi. Giấu người ta. Giấu quá mà vẫn lòi. Cho em hỏi ba cô dâu đi. Dạ chị, cho em hỏi là mình có chơi môn thể thao nào không? Chơi môn thể thao đó là dọn dẹp nhà cửa. Môn đó hao năng lượng lắm. Dạ. Vậy thôi hả chị? Dạ đúng rồi. Tính hỏi người ta có chơi ba tin không hả? Đừng không. Dâu gì kể tôi. Dạ mời chị. B. Em là huấn luyện viên aerobic mà, nên là chơi aerobic. C. Dạ thời gian rảnh em cũng hay đi tập yoga. Dạ hết rồi. Người ta lựa câu hỏi nào để nó ra manh mối. Không thì con có manh mối trong câu hỏi này mà. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 gương mặt cụ thể. Thưa quý vị, ở vòng 2 này thì tiếp tục các cô dâu chú rể sẽ chia sẻ những cái thông tin để đội nhà, đội khách sẽ tìm được chú rể thật và cô dâu thật quý vị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe các cô dâu nói về những cái tật xấu của ông xã mình. Xin mời vị trí A. Tật xấu của chồng em á, hồi lúc mà chưa có cưới á, thì ảnh cuối tuần nào ảnh cũng không chở em đi chơi đó. Ảnh kêu em qua nhà ảnh đi để ảnh giữ cháu ảnh. Không có thời gian đi chơi với em. Cái em mới nghĩ là ông này chắc là người đàn ông của gia đình. Mấy mốt mình cưới về á, chứ chắc ảnh giữ con phụ mình. Nhưng mà không phải vậy. Ảnh lấy em về xong cái ảnh đi chơi miết à. Ảnh không có giữ con cho em. Xong rồi ảnh còn có thêm tật xấu nữa đó là ảnh đi toilet lâu lắm. Hả? Em tưởng tượng như là cây chổng chắc nó mọc thành đại thụ rồi đó. Vậy là ảnh giữ chổng. Công cái đó, đó em cũng muốn hỏi nhưng mà anh nói đó là chuyện của đàn ông. Không, không, em có người bạn giống vậy, Hoàng Thi anh. Nó phải có một ly cà phê với một tờ báo vô đó ngồi 2 tiếng. 2 tiếng ngồi chổng. Đúng không em? Có ly cà phê nào chổng không? Dạ không có ly cà phê nhưng mà có cái điện thoại. Chơi game. Anh còn điệu đà hơn em nữa. Mỹ phẩm rồi các thứ anh xài nhiều hơn em. Hồi lúc mà em với ảnh quen nhau á là em tưởng ảnh mua cho em á là nhiều rồi. Tới lúc mà lấy về ảnh gom hết đống mỹ phẩm của ảnh qua nhà em á là còn nhiều hơn cái đống mỹ phẩm mà ảnh mua cho em nữa. Chúng ta ra thêm một manh mún nữa rồi đấy. Tiếp tục vị trí B. Dạ, chồng em á thì có nhiều lắm, 4 tật xấu. Thứ nhất á là khi mà ngủ á thì chồng em là bá chủ võ lâm, có nghĩa là một mình ổng một cái giường, em với con em xuống đất. Trước khi ngủ á thì rất là tình cảm, ôm vợ ôm con, hai tay là hai bên là gánh cả gian sơn. Nhưng mà ngủ rồi đếm 1, 2, 3 là xong, tóm xuống hết. Thứ hai á cũng hay ghen lắm. Tại vì em có bán đồ trên mạng mà, đồ thể thao. Thì khách inbox thì em phải trả lời. Mỗi lần thấy em cầm cái điện thoại lên là lạng qua lạng lại sau lưng. Nghía vô, nhìn, rất là quản lý. Mà không có cho em ép nick của boy. Cứ boy là xóa. Khách hàng dù boy cũng có khả năng mua hàng vậy. Và ở giờ cực kỳ luôn mà bay hay bộ hổ. Trời ơi, em nói hả? Râu á, nhắc mới cạo, hồi tháng mới cạo được bộ râu. Râu mà dài ra thấy điều muốn thắt bính được luôn á. Rồi có một cái điều em cực kỳ ghét mà sẵn đây em mượn chương trình á. Trời phản ánh luôn. Là có một cọng lông mũi à, mà không cắt. Mà em mới sáng ra đứng nựng cái mặt ở đằng trước kiến á, chi một tiếng đồng hồ mà cọng lông mũi không cắt. Nhiều khi đó lông tài đó em. Lông tài gì nằm ở lông mũi. Sao em thấy lông mũi vẫn cứ mọc mà tài đâu thấy đâu. Kể sao mà ông số 1 mà ông cười hoài kìa. Nghi lắm mà. Đừng có nghe những gì người ta nói. Ôi, chắc kịch bản đó chỉ học thuộc kịch bản dữ lắm. Coi như là chúng ta đã nghe cái lời phân trần giữa các cô dâu chú rể xong rồi đó mà. Vậy thì bây giờ mình nghe năm chú rể phản biện lại. Chú vị trí số 2 thử coi vợ mình có tật xấu gì không nào. Vợ em hả? Vợ em nóng tính lắm. Ra đường sân si người ta chạy xe lạng lách vậy. Quay qua chửi người ta. Cái mình phân trần nó thôi em kệ người ta đi. Thấy quay qua quất em luôn. Sân si lắm. Cào cấu cắn xé nữa kiểu. Rồi em đi làm về nhiều khi kêu em làm này nọ kia. Thì anh chơi game chút xíu nghỉ 5 phút đi. Bà vô nói anh mà không buông ra đập điện thoại luôn á. Thế là quýnh em mà đòi đập điện thoại luôn. Thôi em phải đi làm liền. Nóng lắm. Vợ em nóng quá hả? Đúng rồi, đi xe mà xe chạy nhanh quá là sẽ gây tai nạn. Không chỉ là gây tai nạn cho cái người đó mà còn gây tai nạn cho em nữa. Phải chửi để cho chùa. Đúng rồi, mình phải thay trời hành đạo chứ. Người ta đã chạy cái ào rồi em có la anh nghe chứ người ta có la nghe đâu. Thì la cho anh nghe luôn. Ủa, để mai mốt anh không có chạy xe như vậy nữa. Chị mà chữa lại lúc đó được không ạ? Bây giờ thử ai chạy xe lẹ lẹ đi vậy. Quán. Ghê bị. Đi lên quán. Tôi hỏi mà đi, đâu phải làm chứ trời. Không, anh Hoàng chở ra qua Hải Triều đi. Rồi. Rồi vậy đi. Rồi lên. Rồi. Đây. Hai chồng chở nhau đó hả? Dạ không, hai đứa bạn.
Hai đứa bạn giống như chip hôi á, chở nha. Chị ơi có ôm không? À, thì muốn ôm cũng được. Tôi mô tô, mô tô. Nữa. Mô tô hạt lây. Ê mà cái này là đúng tư thế, cái lúc đó em thấy luôn á. Rồi chạy từ đó chậm chậm qua đây coi, bắt đầu chạy. Chạy em chạy dữ vậy? Chạy cắp đầu mất luôn à. Vậy thôi hả? Xong rồi về đi. À. Chửi đúng câu. Trời ơi, em tưởng gì chửi nhiều 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 đưa nữa. Chúng ta sẽ đến vị trí số 3. Thì mình kể đây là cái phần nó hơi biến thái của vợ mình một chút. Đàn ông tụi em á thì đi nhậu hoặc là đi tiếp khách thì uống vài ba chai về. Bữa nào mà nhỡ lỡ nhậu say về á, cái lấy dao cạo. Cạo cái gì? Cạo cái gì? Trời đất. Rồi có bữa hả? Nhậu say về rồi trang điểm. Trang điểm cho ai? Trang điểm cho cái người nằm say á. Vẽ đánh môi son lên, sáng dậy thức mà vô toilet nhìn cái mặt. Trời ơi, con nhỏ nào đây? Và nguyên cái mặt mình được trang điểm. Có một lần trong tuần tổ chức đi chơi bên ngoài. Cái tối thì nhậu về xong, vợ kêu coi con, xỉn quá rồi đâu có coi được. Cái nằm ngủ, ngủ cái rồi trời, vợ buồn quá, xách dao ra cạo sạch một bên, chừa bên. Sáng mang cái quần sọt đi tới chỗ cái, trời ơi toàn bộ trường nhìn mình cười. Trời ơi cái chân mày, mày làm gì mày trang điểm à? Một bên láng o, còn một bên rừng Amazon vẫn còn nguyên. Ủa đi vậy đi tới trường mà mặc quần sọt hả? Đi giả ngoại. Dạ đi giả ngoại. Mới nói đi giả ngoại về xỉn. Tối lại vợ đi lấy cái dao cạo ra cạo sáng mai bà một trường cho đi giả ngoại 2 ngày. 2 ngày đi giả ngoại. Mà trong khi là đáng lẽ ở nhà đã phát hiện ra cái chân mình như vậy mình phải mặc cái quần dài để mình che đi. Rồi cái kịch bản bị hở từ chỗ này không có bạn bị lụng quá chị hả? Ôi anh đang rối lắm. Anh đã lộn kịch bản rồi. Hoang mang. Hoang mang. Còn hiện tại á thì là cô A với lại là anh chàng ở vị trí số 3. Đó là anh giáo viên mà Bình Tường phân tích cho Hoàng Rapper là lý do tại sao cô này gặp anh chồng của mình ở một cái buổi đi cast người mẫu. Anh chồng thì làm giáo viên giáo viên gì không biết, mà chắc chắn là không phải giáo viên dạy học gọi là văn hóa. Rồi lúc đầu mình cũng tính đánh qua cái anh trong góc, tại vì anh trong góc anh số 5 á, anh cũng làm liên quan đến điện ảnh. Sau kết lại là không phải. Đúng rồi. Anh này 38 tuổi, cô này 24 tuổi. Cái độ tuổi chênh nhau giữa cô dâu và chú rể có vẻ hơi nhiều. Cho nên anh này có vẻ hơi gia trưởng, nên là lấy vợ về bắt vợ nhà nội trợ không cho vợ đi làm. Rất là nhiều cái tình huống hồi nãy giờ sau kết lại. À mà chị này chị đẹp như vậy, chị ở nhà chị rảnh thì chị sẽ nghiên cứu về make up. Mà chị lắm. Không có cái người để make up nên tối chồng chị nhậu về xỉn thì chồng sẽ lấy cái mặt chồng của chị để làm cái người mẫu để chị để luyện tay nghề và cạo lông. Hay. Vì cái nguyện vọng của cổ là muốn mở một cái tiệm thẩm mỹ tại nhà mà chồng không cho. Đó, nên là hai người này là tôi chắc chắn tôi muốn cái ngôi sao luôn. Đó. Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau ở vòng 3 của Gương Mặt Tuyệt Thế. Ở vòng 3 này thì hai đội chơi có thể đề nghị bất kỳ chủ đề nào mà chúng ta nghi ngờ xuống gặp một người nào đó để bày tỏ cái tình cảm của mình. Bây giờ đội khách sẽ là đội lựa chọn trước. Em chọn anh số 1 với chị cô dâu A. Số 1 cô dâu A. Mời anh bước xuống. Rồi, em muốn họ làm gì? Có thể diễn lại cái cảnh mà hai người cầu hôn cho em xem được không? À, có được dùng vật được, dụng được, thoải mái, thoải mái. À, em ơi, em có đồng ý nằm trong gia phả của dòng họ anh không? Em đồng ý. Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn về vị trí. Nào thử xem, đội khách, mình có thấy gì trong ánh mắt của hai người? Chú con có thể đổi người. Không được, được một lần thôi. Dạ rồi. Thì em chưa thấy gì hết. Vậy là không phải đúng không? Không biết nữa. Không biết. Khó quá ha. Dạ khó quá. Thôi, đội chủ nhà đi. Đội chủ nhà vừa suy nghĩ ra một cái ý tưởng rất là táo bạo. Đúng vậy, theo đúng với một phương châm của ông bà ta đã dạy rằng ăn không được phá cho. Ủa, câu này câu thoại của chị mà. Rồi bây giờ tôi sẽ muốn đốt nhà. Rồi đốt đi chị. Nếu như trường hợp mà một người vợ mà dạy aerobic thì chắc chắn là ở nhà sẽ luôn luôn bật nhạc để luyện tập. Cỡ nào ông chồng cũng phải biết dài ba cái điệu bộ aerobic đúng không? Dạ. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ mời anh chàng ở vị trí số 2 bước xuống sân khấu. Nãy giờ diễn dữ lắm. Vẫn đồ vết hả? Vết trắng hả? Xuống mua vui cho chương trình đi em. Mua vui. Mua vui là chính thôi. Chứ có manh mối vậy. Bây giờ hãy cho một chút xíu âm nhạc aerobic và anh hãy biểu diễn trước mặt vợ anh. Anh tiến tới trước mặt của cô B. Anh coi như học trò của cổ đó. Bữa nay anh sẽ trả bài cho cổ một cái bài aerobic. Trước mặt cô B, trước mặt cô B. Coi coi chồng mình nhảy bữa nay coi có tiến bộ hơn bữa mới cưới chưa đó em. Sau khi chồng nhảy em có thể nhảy tương tác với chồng mình luôn em nhé. Được mà, vô mà. Đó.
Đó, nè, có ai vô nè. Ui, con em. Đổi động tác đi em. Ok, ok. Trời đất ơi, giống như đi tuyển chồng vậy đó. Thôi, em không chịu anh này đâu. Cái gì quá rồi. Trời ơi, đâu phải đi tuyển chồng đâu. Hay quá, ráng chịu khó tập hơn nha chút xíu cho. Cảm ơn Bảo Hoàng rất nhiều, cảm ơn bạn. Bạn đã hy sinh cho chúng tôi tìm ra được manh mối mới về cô gái Suki. Nói là sao Hoàng Rapper? Dạ, về cô B. Cổ trong lúc bấn loạn nói, em không chịu anh này đâu. Ủa, cô có chồng, cô chịu ai nữa cô kia. Nhưng mà chồng em có tập gym. Chồng em có tập gym. Nhưng mà trong những cái anh này là hình như là không có tập gym. Rồi, bây giờ chúng ta hãy ghi tên đội thứ hai vào giấy. Có khi nào ông này không? Có khi nào hả? Hồi nãy giờ là định là chọn cái cô C. Nhưng mà sau khi coi cái màn trình diễn Aerobic là chọn cái cô B. Hồi nãy giờ cô hai ba lần cô nhấn mạnh chồng cổ là ở nhà. Là chắc chắn chồng cổ đang ngồi ở đây. Ghi cổ vô, chữ B. Giờ sao? Khoan, để tôi coi lại. Ui, thôi. Chúng ta chỉ có 30 giây thôi. 30 phút rồi đó. Ông này mập gặp nhau online, gặp nhau trong toilet, chơi patin, đem theo chuối ăn. Khó quá. Hết rồi nha. Ôi mạnh ơi. Đi đi đi. Trời luôn. Giữ đây. Đội khách không có sự tranh cãi hả? Ghi vào đây luôn. Đây là sự lựa chọn của hai đội. Còn họ có phải là vợ chồng thật hay không? Chúng ta bắt đầu xem nha. Đầu tiên thì tôi xin mời ba cô dâu đứng lên. Chúng ta ngắm nhìn lại vẻ xinh đẹp của ba cô dâu. Và ở đây ai sẽ là cô dâu có chú rể đang ngồi ở vị trí này? Đề nghị cô dâu nào không có chồng mình ở đây ngồi xuống. Chủ nhà nha. Vậy thì hai cô dâu này có anh số 4 là chết với chị nha. Mình có điều gì lo lắng quá vậy? Đổi được không chú? Không có đổi. Quá trễ, quá trễ. Quá trễ rồi. Và bây giờ Hoàng Rapper cứ cãi chị Cát Tường không à. Tôi xin mời ai trong số 5 chú rể có vợ đứng lên. Ai có vợ đứng lên. Ai chú? Ai có vợ? Ông kêu ông chưa có vợ, ông ngồi yên đó. Biết ông này có vợ đúng không? Dạ. Bây giờ ông nói cứ nhà lập ca lập cặp đúng không? Chính xác anh. Vậy thì bốn người này có vợ. Dạ. Nhưng dạ. Ai có vợ ở đây? Ở đây. Đứng yên. Ai không có vợ ở đây ngồi xuống. Ai? Hoàng dạ, ơi, dạ, dạ. Về 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 đây về. Thiệt tình. Hả? Ủa? Thấy chưa? Thấy chưa? Phải chưa? Đó, cái linh cảm của em mà, cái linh cảm mà. Tại sao tôi không linh mà linh cảm của tôi. Nhưng mà chưa chắc nha. Nhưng mà nhiều khi thấy lại gặp này. Ủa, bây giờ chưa biết ai là của ai nữa nè. Đúng rồi. Bây giờ xin mời hai chú rể bước xuống đây. Ủa, bên kia hết cơ hội rồi đúng không? Có lẽ nào cái màn múa định mệnh nó vậy. Nó hết cơ hội rồi, chỉ còn mình rồi, còn có cơ hội thôi. Đúng. Một cặp thôi, một cặp thôi. Một cặp thôi cũng an ủi rồi. Một tỷ đồng của chị kích lại rồi. Khi nào mà màn múa định mệnh hồi nãy là chưa. Chưa, chưa. Đang cái gì vậy? Đang cái gì vậy bà? Điên hả? Mới bước xuống đây thôi. Mới đứng rồi hả? Làm giật mình đi bà. Bây giờ mới bước xuống đây mà chưa biết người đứng kế bên. Đúng rồi, cãi không mờ. Đứng kế bên chưa biết vợ chồng kìa. Chưa biết. Ủa hả? Lẹ đi chú. Thôi từ từ. Rất cái tại vì đã bỏ phương án đó rồi đó. Bình tĩnh nè. Bây giờ ai là vợ thật của mình thì người đó tự động hung vô má của vợ. Hung tập bậy ơi. Thấy chưa? Hoàng Rapper